Allah có tồn tại không? Trong một thế giới bị choáng ngợp bởi chủ nghĩa duy vật và những bó bị mê hoặc bởi những gì cảm nhận được. Từ đó mà ra biết bao cánh cửa nghi vấn về các hằn số và các lời tiên đoán. Làn sóng chủ nghĩa vô thần bắt đầu gõ cửa thế giới Islam. Nó nhằm vào giới trẻ Muslim lặp lại thường xuyên một câu hỏi đã cũ rích: Allah có tồn tại không? Mặc dù sự tồn tại của đấng toàn năng và quyền lãnh chúa của Ngài đối với sự sáng tạo của Ngài đã cho thấy những gì đang tồn tại một cách rực rỡ và giải trình những gì có trong đó quá rõ ràng. Quả thật, mọi dấu hiệu, giáo luật và vũ trụ là bằng chứng thiết thực rõ ràng nhất khẳng định sự tồn tại của đấng hiển vinh. Hơn nữa, việc tồn tại khiếm khuyết trong mỗi người là bằng chứng hoàn hảo về sự hiển hữu của Ngài, đấng quang vinh. Sự khiếm khuyết này là bản năng sinh tồn của con người. Nó bộc lộ rõ ràng nhất khi rơi vào những nghịch cảnh và tai ương. Khi con người chỉ còn biết hướng về Allah tối cao duy nhất mà cầu cứu Ngài, gian xin Ngài phù hộ, như Ngài đã phán. Khi các ngươi gặp điều dữ trên biển như mưa to, gió lớn, thì các thần linh mà các ngươi thường cầu xin khấn vái, chúng lại không thấy tâm tích. Chỉ còn mỗi mình Ngài, Allah với các ngươi. Nhưng khi Ngài cứu các ngươi bình an trở về đất liền, thì các ngươi lại ngoảnh mặt, quay lưng với Ngài. Con người quả thật thường vô ơn. Qua đó cho thấy, với một lý trí bình thường sẽ nhấn mạnh rằng làm sao tất cả sinh vật này lại không có đấng tạo hóa cho được, và tất cả sự kiện xảy ra phải có tác nhân. Theo đó, không thể có tạo vật mà không có đấng tạo hóa, và sự kiện xảy ra không thể không có tác nhân. Allah tối cao khẳng định việc Ngài đã tạo hóa các tầng trời và trái đất. Đúng hơn, có thể nhận biết sự việc qua một trong hai giả thuyết sau, chắc chắn không có giả thuyết thứ ba. Giả thuyết đầu tiên là vạn vật tự nó hình thành và không có ai tạo ra. Điều này hoàn toàn không phù hợp về mặt lý trí và không ai dám khẳng định điều này cả. Giả thuyết thứ hai là vũ trụ phải có đấng tạo hóa. Ngài là Allah hiển vinh và tối cao. Theo đó, bất cứ ai suy ngẫm về bầu trời, về sự rộng lớn bao la của nó, về những gì có trong nó như mặt trời, mặt trăng, các vì sao, các tinh tú, sự luân chuyển đều đặn, chính xác không sai lệch với sự tồn tại hàng hà sa số tinh tú trong một vũ trụ bao la. Suy ngẫm về trái đất cả ngày lẫn đêm trong một hệ thống chính xác với đa dạng sự sống, đa dạng sinh động vật và thực vật, tất cả đều được cung cấp bằng một nguồn nước duy nhất, nhưng chúng lại khác nhau về mùi vị, hình dạng và màu sắc. Suy ngẫm về biển cả và những con sóng vỗ ồ ạt và biết bao sinh vật kỳ lạ trong nó. Qua tất cả điều đó, khẳng định một điều rằng phải có sự tồn tại của đấng tạo hóa toàn năng. Đấng đó không ai khác ngoài Allah hiển vinh. Bởi mặt trời, mặt trăng và các tinh tú đều vận hành theo mệnh lệnh của Ngài. Việc tạo hóa và quyền chi phối là của riêng một mình Ngài. Thật phúc thay Allah, Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật. Ngoài ra, mọi trái tim đều đập là bản năng của mọi sự sống, cộng thêm bằng chứng của ý thức và lý trí. Tất cả đều là cơ sở vững chắc cho sự tồn tại của một đấng tạo hóa vĩ đại sản xuất, đấng chi phối toàn vũ trụ này. Thật tuyệt vời làm sao? Vậy, bạn có muốn kết nối với Thượng Đế chưa? Thế thì làm sao mà những kẻ chống đối lại phủ nhận chân lý cho được, trong khi ở nơi Allah có đầy đủ bằng chứng trong mọi thứ từ động đến tĩnh, và trong tất cả mọi thứ đều là dấu hiệu khẳng định về một đấng tạo hóa duy nhất. Ngài là Allah.